Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế Thừa Thiên Huế được thành lập từ ngày 1 tháng 10 năm 1990 theo quyết định 314/TC-QĐ-BTC ngày 21 tháng 8 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở sáp nhập 3 tổ chức: Chi cục thuế công thương nghiệp, phòng thuế nông nghiệp và phòng thu quốc doanh. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành thuế Thừa Thiên Huế không ngừng lớn mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đất nước. Từ khi mới thành lập, tổ chức bộ máy cục thuế gồm có 9 chi cục thuế huyện, thành phố và 8 phòng chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trước sự phát triển của nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, ngành thuế Thừa Thiên Huế luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đội ngũ ngành thuế ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có năng lực thực tiễn, có phương pháp làm việc hiện đại, nắm vững, sử dụng thành thạo công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa quản lý thuế với phương châm minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới. Từ chỉ có 26% cán bộ có trình độ trung cấp trở lên vào cuối năm 1990, đến nay toàn ngành thuế có 56 thạc sĩ, 388 đại học. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2018-2019, Cục Thuế đã tổ chức kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy mới. Theo đó, hiện nay có 5 chi cục thuế trực thuộc, gồm 3 chi cục thuế khu vực, 1 chi cục thuế huyện và 1 chi cục thuế thành phố Huế, có 12 phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế tỉnh. Đồng thời, các tổ chức đoàn thể, đảng, đoàn thanh niên, cựu chiến binh được thành lập thống nhất trực thuộc cơ quan Cục Thuế. Kết quả nổi bật trong chặng đường 30 năm qua của ngành thuế Thừa Thiên Huế, đó là từ khi thành lập đến nay, ngành thuế tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bằng những biện pháp quyết liệt, đồng bộ, từ công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, hướng dẫn quản lý kê khai và kế toán thuế, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế. Do vậy, số thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo sự phát triển bền vững. Nếu như năm đầu mới thành lập ngành, số thu ngân sách chỉ đạt hơn 26 tỷ đồng, thì sau 10 năm, năm 2000, số thu đã tăng hơn 300 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 1990. Năm 2006, ngành thuế tạo bước đột phá mới với mốc hơn 1.120 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019, số thu đã tăng lên hơn 7.912 tỷ đồng. Mức tăng trưởng bình quân trong vòng 5 năm trở lại đây là 15%. Trong chặng đường 30 năm kể từ ngày thành lập đến nay, liên tục qua nhiều năm liền, ngành thuế Thừa Thiên Huế luôn hoàn thành vượt mức dự toán kế hoạch được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao. Đồng thời, ngành thuế thường xuyên liên tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế. Chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ công chức vững mạnh về mọi mặt. Đến nay đã có trên 90% cán bộ công chức thuế có trình độ đại học và trên đại học. 100% cán bộ công chức sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo ngành thuế Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ đã thường xuyên chỉ đạo công tác chuyên môn của ngành một cách hiệu quả, chủ động công tác tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách quản lý thu ngân sách trên địa bàn, phù hợp trong từng thời kỳ, đề ra nhiều giải pháp thu ngân sách hữu hiệu, hỗ trợ đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các hoạt động công tác đảng, các tổ chức đoàn thể phát triển mạnh mẽ, phát huy được vai trò vị thế của mình. Cán bộ công chức ngành thuế luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện. Nhiều tập thể cá nhân đã được các cấp tăng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, tiêu biểu như cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, tỉnh Thừa Thiên Huế, được nhà nước tăng thưởng huân chương lao động, danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, toàn ngành tài chính, ngành thuế. Kết quả của chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển là nền tảng, động lực lớn để ngành thuế Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế,
tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế trong thực hiện chính sách pháp luật về thuế. Chúng tôi thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền hỗ trợ để 100% doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện kê khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử. Đồng thời chúng tôi chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu sách được Đảng và Nhà nước giao. Ngành thuế đồng thời cũng chú trọng đến công tác xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, chú ý đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng được với yêu cầu của công tác cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong giai đoạn mới. Bước trưởng thành về mọi mặt của ngành thuế Thừa Thiên Huế hôm nay và những định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới sẽ góp phần xây dựng ngành thuế Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển, hòa nhập cùng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.